nâng niu đem hoa về giữ trong hồn, mong sao hoa không phải sắc hương. Nhưng bông hoa kia mau phai tàn, dùng ta tới trên đôi tay em băng giá. Em nghe như trong tim rạng vỡ, nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khó. Anh như chim bay quên đường về, âm thầm mình em nơi đây với những bâng khuâng. Cánh chim ơi còn mịt mù tận trời nào, vui chi nơi xa xôi ấy, anh quên em như quên cánh hoa. Nhưng sau đây anh quay trở về, ta còn gì đâu, hoa xưa đã héo trong tim. Mỗi duyên xưa tình này chỉ là mộng thôi, em nay như trăng đã úa. Thôi anh ơi xuân to đành lỡ. Hello chị Khánh Phạm, chị Hè Lá, chào tất cả quý anh chị đã có mặt trong buổi live stream đêm thứ ba cùng nhau hát ca. Nhạc sung quá chị ơi. Đem chắc cho em nụ hồng, chỉ nụ hồng mong manh như sương ai trong gió. Em nên yêu đêm hoa về giữ trong hồn, mong sao hoa không phải sắc hương. Những bông hoa kia mau phải tàn, dụng ta tới trên đôi tay em băng xa. Em nghe như trong tim dặn vỡ, nỗi đau lắm nhạt nhòa một trời sương khói. Anh như chim bay quên đường về, âm thầm mình em nơi đây với những bâng khuâng. Cánh chim ơi còn mịt mù tận trời nào, vui chi nơi xa xôi ấy, anh quên em như quên cánh hoa. Nhưng sau đây anh quay trở về, ta còn gì đâu, hoa xưa đã héo trong tim. Mỗi duyên xưa dù này chỉ là mộng thôi, em nay như trăng đã úa. Anh ơi thôi duyên ta đành lỡ. Anh như chim bay quên đường về, âm thầm mình em nơi đây với những bâng khuâng. Cánh chim ơi còn mịt mù tận trời nào, vui chỉ nơi xa xôi ấy, anh quên em như quên cánh hoa. Như sau này anh quay trở về, ta còn gì đâu, hoa xưa đã héo trong tim. Mỗi duyên xưa dù này chỉ là mộng thôi, em nay như trăng đã úa. Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ. Hello chị Tuyền Nguyễn, vào đông đủ chứ anh chị ơi, thấy vẫn còn hơi vắng nè anh chị nè, chia sẻ nhiệt tình đi mọi người. Dạ em cảm ơn anh Phạm Xuân rất là nhiều, cảm ơn chị Khánh Phạm nhá, chị Tuyền Nguyễn. Vậy mà mới có ba người chia sẻ đầu tiên vậy trời, ba người đó là ai? Xin hãy chị cho... Tuyền Phong. Ba người đầu tiên là ai vậy ạ? Đưa cánh tay lên đi ạ. Hay là anh Phạm Xuân? Chắc là em nghĩ là anh Lê Hai nè. Anh Lê Hai với... Cho một sự rửa mặt và kem trong nắng kèm với số điện thoại cho tụi em lên đơn cho mình luôn nha. Nàng đi qua lối đó, mùi hương bay theo gió, giọt cà phê vẫn đó mà chẳng có mùi hương, bay theo đôi bàn chân. Nàng đi qua lối đó, nhiều anh hay đứng ngóng, giọt cà phê tôi uống mà chẳng có mùi hương, hương bay từ thừa nào. Nàng đẹp dịu dàng như làn mây qua ngã tư này, mang về đây mùa thu lá rơi đầy, khiến bao anh cà phê tí tách rơi từng ngày trong ngóng sáng em. Vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười, hoa cười. Vì một làn tóc gấp như mây trời, nhìn sáng ấy như mây từng ngày mới trôi lạc loại. Bao anh đắm say. Vì nụ cười đó ngỡ như quen rồi, và rồi từng bước bước chân tuyệt vời, hình dáng ấy như mây từ trời.
xin hát bài Nhận Xin Phụ Mẫu đi. Và rất là phải tham khảo lại anh An ơi. Hello Tuấn Cảnh nè, chị Nguyễn, cô Nguyễn Dung nè, Ngọc Huyền. Nàng đi qua lối đó, lối đó, mùi hương bay theo gió, giọt cà phê vẫn đó mà chẳng có mùi hương bay theo đôi bàn chân. Nàng đi qua lối đó, nhiều anh đang đứng ngó, giọt cà phê tôi uống, ôi thật chẳng làm sao, hương bay từ thuở nào. Đẹp dịu dàng như làng mây, con ngã tư này mang về đây mùa thu lá rơi đây, khiến bao anh cà phê tí tay rơi từng ngày trong ngóng sáng ai. Vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười, vì một làn tóc ngỡ như mây trời, hình dáng ấy qua đây từng ngày mây trôi lặp lại, bao anh đáng say. Vì nụ cười đó ngỡ như quen rồi, và rồi từng bước bước chân tuyệt vời, hình dáng ấy như mây từ trời qua đây từng chiều, bao anh ngất ngây. Nàng đi qua lối đó. Hello anh Quyền, hello chị Huỳnh Loan Trần nha, chị Ngọc Nhung nè, Úc Nguyên nè, mà mí mà. Cảm ơn Lê Mạnh Quyền. Ok anh chip kết nha. Hello anh Joseph nha. Joseph. Joseph, Joseph. Joe hả? Chắc là Joseph, Joseph. Chào anh Hướng Trần nha, chị Thâm Nguyễn, chị Tuyền Nguyễn. Xem buổi live ngày hôm nay, thương tụi em chia sẻ cho tụi em mỗi người một vài lượt chia sẻ. Và comment cho tụi em nhìn thấy sự có mặt của cô chú anh chị là cái niềm vui đầu tiên. Cái niềm vui thứ hai là chúng ta cùng nói chuyện tương tác với nhau nha anh chị nhé. Tiếp tục đẩy view nữa cho anh chị em đi cả nhà mình ơi. Mình em nơi đây ôm bao tiếc nuối, cuộc tình đã mình em nơi đây lang thang mưa rơi, em nhớ tới người. Lời yêu mong manh khi xưa anh trao toàn những rối xa. Anh đang vui bên ai, cười nói với ai. Vòng tay yêu thương bên nhau hôm qua chỉ là giấc mơ, vì anh đam mê xa hoa nơi anh quên mất lối về. Ngày xưa khi ta bên nhau anh nói tình chẳng thể phai. Em ngu ngơ em tin và em đắng cay. Người đã ra đi xa em bao ngày mà lòng vẫn yêu. Tình yêu bên nhau hôm qua ta trao. Bước đôi chân trong đêm vô vọng tìm về chốn xưa, tan trong những tiếc nuối một thời đắm say. Cảm ơn chị Lê Vy nha. Cảm ơn anh Quyền. Dối lòng, dối lòng à. Hello chị Lê Phạm này, xin chào Lê Hồng Anh. Cảm ơn chị Lê Phạm. Ok, hai bé hôm nay đẹp quá. Trời ơi, nay được anh Quyền khen nữa. Màu xanh nâng tông, dạ ok. Cho anh Minh Nguyễn nha. Anh chị nào yêu cầu bài này đúng bài của mình rồi, chia sẻ đi anh chị nha. Cảm ơn chị Tuyền Nguyễn. Tiếp tục để lại số điện thoại đi mọi người ơi. Mua hàng đi mọi người ơi. Chị Hồ Kim Phượng. Tình yêu thương bên nhau hôm qua chỉ là giấc mơ. Giấc mơ. Vì anh đam mê xa hoa nơi ai quên mất lối về. Ngày xưa khi ta bên nhau anh nói tình chẳng thể phai. Em ngu ngơ em tin và
em đang gầy. Người đã xa đi xa em bao ngày mà lòng vẫn yêu. Tình yêu bên nhau hôm qua ta trao, đâu dễ kiếm tìm. Là bước đôi chân trong đêm vô vọng, tìm về chốn xưa. Tan trong những tiếc nuối một thời đắm say. Người đã xa đi xa em bao ngày mà lòng vẫn yêu. Tình yêu bên nhau hôm qua ta trao, đâu dễ kiếm tìm. Lạc bước đôi chân trong đêm vô vọng, tìm về chốn xưa. Tan trong những tiếc nuối một thời đắm say. Hello anh Hùng Âu nhá. Hello anh Giang nè. Máy này nó TTT là gì anh Hùng Âu? Tăng tương tác hả? Phải không? Một bài này cũng nằm trong cái danh sách yêu thích của anh Quyền nè. Đoạn vào bè hay và lạ hả? Cảm ơn anh chị rất là nhiều đã lắng nghe hai tụi em hát nha. Em đang tính viết lại một cái lời khác dịch. Quay về con đường xưa giờ đây ngơ ngác, ngập đầy tuyết rơi giá lạnh. Tìm về đâu ngày xưa, lại hoài trong nỗi bơ phơ. Một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia lỗi đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng ve vuốt vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và trong cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ băng giá, dù đợi chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay em, dù đời này bao nhiêu bão sông, để được nằm kề bên anh. Mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũ êm đềm. Lâu quá không hát bài này. Sáng mới có chị gái nào comment vô cái clip này của em ở trên YouTube, trên fanpage chứ. Tự nhiên nhớ ra. Một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng vẽ vuốt vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và trong cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ băng giá, dù đợi chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay em nhé, dù đời này bao nhiêu bão sông, để được nằm kề bên anh. Mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũ em đi. Dù là cơn mơ băng giá, dù đợi chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay em nhé, dù đời này bao nhiêu bão sông, để được nằm kề bên anh. Mưa sẽ thôi rơi,
con đường xưa cũ êm đềm. Vừa rồi Cơn Mơ Băng Giá. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị nhé. Dạ, nước hoa 860 đang giảm 450 cho chai màu đỏ như thế này, 15ml, cả nam cả nữ đều dùng được. Và nước hoa bên em cam kết nhập khẩu từ Pháp nhé. Còn chai nước hoa màu đen, giá của nó sẽ là 790, đang giảm còn 380 anh chị nhé. Rồi ok, anh chị nào chúng ta mua hàng, bất kỳ mặt hàng nào trong buổi live ngày hôm nay, anh chị cứ lên số điện thoại. Tại vì tụi em còn 4 phút nữa để nói lời tạm biệt với anh chị, để hẹn anh chị vào buổi live sau. À, anh chị nào chúng ta chưa để số, có thể là tranh thủ lên số điện thoại trong lúc tụi em đang live để tụi em có thể mà gửi lời cảm ơn đến tất cả các chú anh chị nhé. Anh chị cô chú vui lòng lên số điện thoại trực tiếp nha cả nhà mình ơi. Dạ, xin chào chú Nguyễn Chí Thành. Ok, cảm ơn Như Ý, cảm ơn chị. Giờ làm việc kệ tôi, hẹ kệ tôi. Em chào chị Nhâm. Ok, cảm ơn anh chị. Cảm ơn chị Mộc Lan. Có ai cần tụi em tư vấn về sản phẩm nào của khách hàng nào chúng ta có ý định mua hàng mà vẫn chưa lên số điện thoại thì mấy anh chị ơi vui lòng lên số điện thoại luôn nha mấy anh chị ơi. Chị Mộc Lan lên sơn móng tay kiểu đó anh chị. Tay ngón có ngón không đó. Tay có ngón có.